bạn có đang quan tâm đến sức khỏe của tuyến giáp hay không? Hiện thế giới có hơn 200 triệu người mắc bệnh tuyến giáp, đặc biệt hay gặp ở nữ giới. Trong đó có tới 50% không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bạn đã biết vị trí của tuyến giáp nằm ở đâu chưa ? Chúng ta có thể kiểm tra vị trí của tuyến giáp bằng cách sờ tay lên vùng cổ dưới có chỗ lõm vào, nếu đâm thẳng chết lên tí thì đây chính là vị trí của tuyến giáp. Đây là tuyến nội tiết quan trọng nhất của cơ thể. Ví dụ, giúp điều hòa hoạt động chuyển hóa, phát triển của cơ thể như nhịp tim, thở, trao đổi dưỡng chất, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ. Có 6 nguyên nhân chính gây nên bệnh tuyến giáp: suy giảm miễn dịch, bổ sung iốt không phù hợp, phẫu thuật điều trị các bệnh tuyến giáp, tiếp xúc với bức xạ, bệnh lý dưới đồi tuyến yên, di truyền. Bệnh tuyến giáp thường gặp là suy giáp, cường giáp, ung thư tuyến giáp. Trong đó, suy giáp và ung thư tuyến giáp là tình trạng phổ biến. Sau quá trình điều trị bệnh dẫn đến suy giảm chức năng tuyến giáp và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Với các triệu chứng thường gặp của suy giáp như tăng cân, giảm miễn dịch, mệt mỏi, tê bì tay chân, rụng tóc, rong kinh ở phụ nữ. Tuy nhiên, các triệu chứng của suy giáp có thể hạn chế bằng cách kiểm tra sức khỏe thường xuyên giúp tầm soát bệnh và điều trị bệnh kịp thời. Kiểm soát cân nặng. Việc duy trì cân nặng về mức lý tưởng giúp hạn chế các nguy cơ biến chứng tim mạch tiểu đường. Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý như bổ sung các thực phẩm giàu iốt và selen giúp điều hòa hoạt động hormone tuyến giáp. Tránh các thực phẩm chứa glycogen, gluten gây suy giảm hoạt động chức năng tuyến giáp. Bổ sung omega 3 chứa EPA và DHA từ dầu cá giúp giảm tình trạng viêm trong quá trình điều trị bệnh. Tăng cường bổ sung chất xơ từ rau củ để cải thiện hệ tiêu hóa, hạn chế táo bón. Bổ sung các thực phẩm giàu canxi phòng nguy cơ hạ canxi máu, giảm tê bì tay chân. Hãy xây dựng lối sống lành mạnh như ngủ nghỉ điều độ, đặc biệt không ngủ trưa quá 30 phút, tránh mệt mỏi khi về chiều. Không làm việc quá sức, giữ ấm cơ thể phòng cảm lạnh, uống đủ nước, dưỡng da khi gặp tình trạng da khô. Một số thực phẩm nên dùng trong chế độ ăn của người suy giáp như các loại hạt trừ đậu nành, vì trong đậu nành chứa thành phần glycogen, gluten không tốt cho người tuyến giáp. Cá biển và các loại hải sản, rong biển và táo biển, thịt gà, rau củ quả, đặc biệt là rau có màu xanh đậm. Dinh dưỡng hợp lý kết hợp sử dụng sản phẩm chuyên biệt cho người bệnh tuyến giáp giúp cải thiện các triệu chứng suy giáp gây nên. Linvotero, dinh dưỡng chuyên biệt tăng cường sức khỏe tuyến giáp. Linvotero đáp ứng 100% nhu cầu iốt nhờ bổ sung 3 ly mỗi ngày, cùng hàm lượng selen phù hợp giúp cải thiện hoạt động hormone tuyến giáp, cùng tinh chất nghệ curcumin với dầu cá omega 3 giúp giảm tình trạng viêm trong quá trình điều trị. Một ly pha chuẩn cung cấp đến 320mg canxi, bổ sung 3 ly một ngày giúp bạn đáp ứng 100% nhu cầu canxi hàng ngày. Đặc biệt hơn, Linvotero với nguồn dinh dưỡng từ đạm hạnh nhân và yến mạch cùng hệ bột đường tiên tiến hấp thu chậm giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn cho người bệnh suy giáp. Ngoài Linvotero, NutriCare có thêm sản phẩm Linvoterolit chuyên biệt trong chế độ ăn kiêng iốt. Hàm lượng iốt giảm đến 99% so với các sản phẩm thông thường khác, đáp ứng khuyến nghị chế độ ăn kiêng iốt cho người bệnh tuyến giáp chuẩn bị điều trị iốt phóng xạ do Hiệp hội Tuyến giáp Hoa Kỳ đưa ra. Bộ đôi sản phẩm Linvotero và Linvoterolit là giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho người bệnh tuyến giáp, hạn chế tối đa các triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính người bệnh và người thân của chúng ta.